Hai anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Co68 TV. Mình là Mason, người sẽ tiếp tục đồng hành cùng anh em trong series Sang Europe cùng Co68. Đến với video lần này thì Mason sẽ đem đến cho anh em không chỉ một mà bốn dự án để anh em có thể tham gia hoàn toàn miễn phí nhưng có khả năng nhận Europe cực khủng, bao gồm Gumball, Mon Protocol, Revolving Games và Bitcraft. Ok, không để anh em chờ đợi lâu nữa, hãy cùng bắt đầu thôi nào. Đến với dự án đầu tiên là Gumball hay là Gumball Games, là một studio game tại Hàn Quốc chuyên phát triển các tựa game casual. Ở đây có nghĩa là các tựa game phổ thông dành cho mọi người có thể dễ dàng tiếp cận và dễ dàng chơi nhất. Mình lấy một ví dụ cho anh em có thể dễ dàng nhận biết, đó chính là tựa game Candy Crush Saga. Thì ngoài ra Gumball còn áp dụng công nghệ blockchain để kết nối người chơi từ web 2 đến thế giới web 3 một cách đơn giản và dễ dàng nhất. Gumball đã gọi vốn thành công 10 triệu USD từ những quỹ đầu tư nổi tiếng trong thị trường crypto như là Binance Labs, Sima Capital, Animoca Brands để phát triển các tựa game web 3 casual để người chơi có thể dễ dàng tham gia và kiếm lợi nhuận. Ok, cách thức sang airdrop dự án Gumball như sau. Đầu tiên, anh em truy cập vào đường link airdrop.gumball.io, chọn Quest Started. Anh em sẽ chọn đăng nhập bằng Gmail hoặc là Apple Mail tùy vào lựa chọn của anh em nhé. Sau đó chọn Quest và bắt đầu thực hiện các nhiệm vụ như là điểm danh hàng ngày này, like, retweet, follow các tài khoản Twitter hoặc là X, tham gia vào Discord để nhắn tin và nhận được các role tương ứng như là Silver, Gold hoặc là Diamond. Sau khi hoàn thành các task thì anh em sẽ chọn Hit the Balloon, có nghĩa là đẩy khinh khí cầu lên trên ấy. Rồi anh em sẽ nhận được cái MM tượng trưng cho cái điểm để anh em có thể quy đổi thành token được Aerox trong tương lai. Ngoài ra anh em có thể kiếm thêm được MM với 3 hoạt động sau. Thứ nhất là chơi hai tựa game của Gumball phát triển là Ruby Party hoặc là Merge Lion. Thứ hai, anh em có thể stack các loại tài sản như là BNB, USDT hoặc USDC để kiếm MM. Thứ ba là anh em có thể tham gia Dare để lấy MM từ người khác nếu anh em thắng, và sẽ mất tất cả MM khi anh em Dare thua. Khi hết season thì anh em sẽ bấm claim MM và có thể dùng nó để có thể quy đổi thành token được Aerox trong tương lai nhé. Đến với dự án thứ hai là Mon Protocol, thì đây là một giao thức cung cấp quyền sở hữu các loại tài sản và trao quyền chia sẻ doanh thu cho các chủ sở hữu NFT. Ngoài ra, Mon Protocol cũng là đơn vị vận hành game Pixelmon. Đây là một dự án game đang mở bán NFT vào năm 2022 với giá min ban đầu chỉ có 3 ETH và đã sold out hết 10.000 NFT và thu về hơn 70 triệu USD. Từ đây, anh em có thể thấy dự án này vô cùng tiềm năng để có thể săn Europe, đúng không nào? Ok, thì cách thức tham gia vô cùng đơn giản, anh em sẽ truy cập vào đường link app.monprotocol.ai, chọn Connect X, có nghĩa là tài khoản Twitter của anh em, nhập mã code XMason2000X để Mason và anh em cùng đều nhận được 200 point nhé. Rồi anh em sẽ làm các nhiệm vụ như là kết nối ví này, like, retweet, follow các tài khoản X mà dự án yêu cầu. Và đừng quên là spin vòng quay may mắn mỗi ngày và mời bạn bè để nhận thêm point nha. Point này sẽ được quy đổi thành token mon của dự án trong tương lai nhé. Ngoài ra, anh em cũng có thể tham gia game Pixelpool để nhận được nhiều point hơn từ Mon Protocol nhé. Đến với dự án thứ ba là Revolving Games, thì đây là một studio game phát triển các tựa game sử dụng NFT để mang lại niềm vui cho người dùng thông qua công nghệ web 3. Revolving Games đã phát triển một tựa game web 3 vô cùng thành công trước đó là Skyborne Legacy với NFT Skyborne Nexon Games tăng từ 0.036 ETH lên tới 1 ETH, tức là tăng hơn 27 lần. Ngoài ra, studio game này cũng đã gọi thành công hơn 25 triệu USD từ các quỹ đầu tư nổi tiếng trong thị trường crypto như là Pantera Capital, Animoca Brands và Polygon Ventures. Số tiền này được Revolving Games sử dụng để phát triển các tựa game và đồng thời đang chạy chương trình side quest tương tự như cách Mon Protocol đã làm để thu hút người dùng tham gia chương trình Aerox của họ. Thì cách thức tham gia cũng vô cùng đơn giản và tương tự như Mon Protocol mà thôi. Anh em truy cập vào đường link mình để trên màn hình, chọn Connect X hoặc là Twitter đó và nhập mã code XMason2000X để Mason và anh em đều nhận được 500 point ban đầu nhé. Rồi anh em sẽ làm các nhiệm vụ như là kết nối ví nè, like, retweet, follow các tài khoản X mà dự án yêu cầu. Và đừng quên là spin vòng quay may mắn mỗi ngày và mời bạn bè để nhận thêm được nhiều point hơn nha. Point này sẽ được quy đổi thành token RKD được Aerox trong tương lai nhé. Đến với dự án thứ tư là Bitcraft, thì đây là tựa game nơi mà người chơi sẽ tập trung phát triển kỹ năng, xây dựng, chế tạo, giao dịch và khám phá một thế giới cổ đại vô cùng mới lạ. Dự án đã gọi được 22 triệu USD từ các quỹ đầu tư nổi tiếng trong thị trường crypto như là A16Z, Supercell và những nhà đầu tư cá nhân khác. Cách thức tham gia thì cũng vô cùng đơn giản thôi. Anh em truy cập vào đường link này, điền địa chỉ email và anh em sẽ vào mail của mình để verify tài khoản. Sau đó anh em đặt tên người dùng, tích vào 3 ô đồng ý từ các điều khoản của dự án.
chọn một quest và thực hiện các nhiệm vụ như là tương tác X này, Discord này, rồi vào từng mục để claim boy. Các boy này sẽ được quy đổi thành token của dự án trong tương lai nhé anh em. Vậy là Mason đã cùng anh em review sơ lược cũng như cách thức tham gia sang airdrop của 4 dự án tiềm năng, đó là Gumbo, Mon Protocol, Revolving Games và Bitcraft. Anh em có thể thấy điểm chung của 4 dự án này đều là các dự án game có backer vô cùng xịn sò, và đặc biệt là cách thức tham gia vô cùng đơn giản và miễn phí, có thể giúp anh em nhận được airdrop khủng có thể lên đến 1.000 đô cũng không chừng. Tuy các kèo airdrop này đã có từ lâu nhưng bây giờ anh em vẫn có thể tham gia được, và đây có thể được coi là giai đoạn nước rút trước khi dự án Snapshot để anh em đủ điều kiện để nhận airdrop nhé. Vậy còn chần chờ gì nữa mà anh em không nhanh tay săn airdrop 4 dự án tiềm năng này nào? Ok, nếu anh em có câu hỏi hay thắc mắc gì trong quá trình làm airdrop, hãy để lại một bình luận nhé. Và Mason sẽ giải đáp tất tần tật cho anh em. Đừng quên để lại một like và subscribe nếu anh em cảm thấy video này hữu ích nhé. Mình là Mason và hẹn gặp anh em tại các video tiếp theo.